Lời nói đầu tiên thì chợ gà Bà Rịa vô cùng cảm ơn, tất cả những khách hàng, những người anh em yêu quý chợ gà Bà Rịa ha. Cảm ơn rất là nhiều. Thì mấy hôm nay rất là vui vì cái lượng hàng đi rất là nhiều ha, cái lượng hàng đi rất là nhiều thì mình cũng rất là vui. Thì hôm nay muốn làm cái clip để gửi đến cho tất cả những người bạn, những người khách thân yêu. Thì hôm nay để trả lời cho tất cả những cái anh chị em và những người hỗ trợ chăn nuôi, và đặc biệt là những người đang xài sản phẩm của mình ha, xài sản phẩm này và có ngỏ lời làm thương mại, thì mình rất là vui. Thì sau suốt cái quá trình hơn 5 năm mình lâm sàng sản phẩm, mình tìm ra những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi và khó khăn trong xử lý môi trường, thì hôm nay thì chính thức sản phẩm được có mặt trên thị trường, thì mình cũng rất là vui. Vui vì tất cả các anh em đón nhận mà chưa ai phản hồi gì cả, đều tất cả mọi việc theo chiều hướng rất là tốt, là xử lý được cái mùi hôi chuồng trại, là những cái nỗi đau rất là ghê gớm trong cái vấn đề chăn nuôi, đặc biệt là mấy con gà khi nó ỉa ra phân salmonella rất là lớn, và anh em, tất cả những anh em chúng ta đều xử lý được cái nguồn thức ăn đầu vào, thì đó là những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi và đường ruột ha. Thì nay cũng rất là vui, thì mình sẵn cái cảm xúc lúc nào hãy niềm vui nhiều thì cảm xúc nó sẽ nhiều, thì mình sẵn đây mình tiện mình chia sẻ cho tất cả các anh em luôn. Thì mình rất hoan nghênh, mình nói rất là nghiêm túc, mình nói rất là hoan nghênh, là ở đây là tất cả anh em ai cũng có cái quyền con người, quyền được phép làm thương mại với sản phẩm của trại gà Bà Rịa. Ai cũng có thể làm thương mại, cái thứ nhất là có thể kiếm thêm thu nhập, cái thứ hai là chúng ta đang chung tay bảo vệ môi trường, và chung tay đang bảo vệ những con vật nuôi của chúng ta, vì đó là niềm tự hào và vinh hạnh cho trại gà Bà Rịa. Bởi vì để anh em khỏi thắc mắc là tại sao ở thị trường phải có hàng này hàng kia, nhưng không sao hết, trăm người bán vạn người mua. Và theo mà thống kê thì ở cái Việt Nam này mà hộ chăn nuôi và với lại người chơi cái môn này thì nhiều lắm, tính hàng triệu luôn, nên anh em cứ lo. Và cái đặc biệt hơn nữa, không phải người chăn nuôi và không phải là những anh em đam mê đá gà mới xài cái này. Ở đây trại gà Bà Rịa hướng tới tất cả hộ gia đình luôn. Cái sản phẩm này á có thể sử dụng trong hộ gia đình, nghĩa nó xử lý được những cái mùi hôi ở trong gần nhà của các anh em á, hầm cầu hố ga, rồi những cái khu mà vực mà các anh em nuôi chó nuôi mèo, thì anh em sẽ lấy này xịt vào đó cho chó cho mèo nó ăn. Thì đó là những gì mình muốn hướng tới luôn. Và đặc biệt trong nhà bếp của các chị các mẹ thì có những cái thao canh thừa cá cặn, thì chúng ta chỉ lấy 10 hoặc 5-3 cc gì xịt vào đó thì để nó xử lý cái mùi hôi trong cái nhà bếp của canh thừa cá cặn, để chúng ta bảo vệ được cái môi trường, bảo vệ được gia đình chúng ta. Đó là những gì mình trại gà Bà Rịa muốn hướng tới. Và đặc biệt tại vì một mình trại gà Bà Rịa thì không có thể nào quảng bá hết tất cả những sản phẩm này ra cho cộng đồng, thì nhờ đó những anh em đã có thể làm thương mại, có anh em có thể lấy về làm thương mại, thì bên đây rất là vui. Bởi vì nhiều người làm thương mại thì tất cả sẽ đem sản phẩm này sẽ lan tỏa khắp nơi và rộng rãi cho những hộ gia đình và người dân tất cả nước, thì đó là niềm vui của trại gà Bà Rịa ha. Thì anh em khỏi phải hỏi là bên này bán giống bên kia giống đóng, bên này không quan trọng đâu, thì đó là anh em có quyền để làm thương mại. Thì mấy hôm nay thì cũng có người nhảy đi làm thương mại, mình rất vui. Thì anh em cứ mạnh dạn cứ làm thương mại, mình sẽ hỗ trợ ha, mình sẽ hỗ trợ vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ nào cái gì đó để cho các anh em để có một cái lợi nhuận nho nhỏ, và truyền tải những cái thông điệp và truyền tải những cái sản phẩm này đi khắp miền Nam Việt Nam chúng ta. Đó là những gì Minh Lê muốn nói cái clip này ha. Và cái thứ hai nữa là Minh Lê làm trên những cái nền tảng internet này, thì mình muốn là mọi vấn đề khó khăn trong chăn nuôi
chợ Gà Bà Rịa đã đi tìm kiếm những cái khó khăn vấn đề trong chăn nuôi, tại vì mình ở góc độ người chăn nuôi cũng giống như các anh em và các bạn ở đây thôi nha, giống như các bạn và anh em ở đây, nên là mình tìm kiếm những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi. Thì hôm nay những cái sản phẩm này nó được giải quyết, nó giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi và cái môi trường. Thì đó là những gì mà mình chợ Gà Bà Rịa muốn nói. Thì sau khi các anh em mà nhường nhuyễn với cái men vi sinh này cho chăn nuôi vật nuôi và môi trường, thì lúc đó mới tới là cái sản phẩm này là sinh tố, đó là sinh tố cho gà. Sinh tố cho gà, đây là những cái vitamin tự nhiên, thì mình sẽ đọc để cho anh em cùng lắng nghe ha. Có thể anh em nào nghe rồi thì có thể biết thêm, và anh em nào chưa nghe thì cũng có thể biết, thì mọi người thông cảm nha, đừng có cào phím nha, đừng có ném đá. Ném đá là mình đem về xây chuồng gà hết á. Thì thứ nhất là thành phần đó là ổi, trái ổi á, thì cái lượng vitamin rất là nhiều trong trái ổi ha, và cà rốt, ớt chuông, bơ, thơm, sâm, chuối sứ. Miền Đông của chúng tôi gọi là chuối sứ, còn miền Tây của các anh em là gọi là chuối sim, và cây cỏ mực với lại cái cây an so. Thì những cái thành phần này thì anh em cũng có thể tra cứu Google để anh em biết thêm ha. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ, tại vì đây là cũng một vấn đề, cái sinh tố này cũng là một cái vấn đề khó khăn mà trước đây chợ Gà Bà Rịa cũng gặp phải. Bởi vì thì trong cái chăn nuôi này thì 5-10 con các anh còn có thể đút nhét được, đút nhét mà những cái như là cà hay rau củ quả thì anh em còn đút nhét được. Nhưng mà anh em đã lên tới hàng 20-30 con, 5-30 con, hàng trăm con, chẳng hàng ngàn con những cái trại lớn, thì làm thế nào để anh em mà đút nhét được, đâu có đút nhét được đâu. Thì đây là những cái vấn đề mà chợ Gà Bà Rịa cũng được giải quyết, đó là sinh tố cho gà đó. Thì sau khi sinh tố, sức khỏe mà nó đã tốt khi sử dụng men đường ruột, thì anh em sẽ đưa cái sinh tố cho gà để vào để nó bù lại, nó bù những cái gì mà nó đã thiếu, chẳng hạn như tất cả những loại vitamin tự nhiên nó đã thiếu thì mình bù vào đó, để nó có nhiệm vụ là tăng sức đề kháng, tăng cái lượng vitamin C tổng hợp, tăng đề kháng, để con vật nuôi của các anh em nó được khỏe hơn, nó khỏe hơn. Thì sau khi đó thì nó đã khỏe rồi thì các anh em lúc mà hiện nay là gà đang thấy lông ha, thì sau đó mà anh đã nhường nhuyễn hai sản phẩm, thì kế tiếp đây là một cái lượng 70% protein, 70% protein ha, 70% protein, để mình đọc 5-6 loại thành phần ở đây cho các anh em nghe. Thì ở trong đây có hai thành phần là nó đã hơn 25% axit amin tự nhiên đó, 25% hơn 25% axit amin tự nhiên có trong đây, là nhiêu đó đã đủ rồi, quá đủ rồi. Thì mình sẽ đọc những nguyên liệu chính cho các anh em nghe ha, rồi anh em tự tra cứu. Thì thành phần thứ nhất đầu tiên đó là hào, con hào tươi, con hào sống, con hào tươi. Thì khâu chọn lọc mình chọn lựa rất là kỹ, tại vì mình làm đối với cái tinh thần, đối với cái lòng chân thành của mình làm ha, lòng chân thành xuất phát, thì mình làm để giải quyết những vấn đề khó khăn trong chăn nuôi cũng như các anh em, thì anh em cũng thông cảm và hiểu cho nhé. Hào là cái con đầu tiên, con thứ hai nữa là con cá thu. Con cá thu thì nó tính chất nó rất là hiền mát, thì con hào thì anh em hiểu rồi ha, testosterone rất là cao ha. Và cái con tôm tích, cái con tôm tích thì nó nhiều là chất vôi hơn ha, chất vôi và khoáng đầy đủ. Và con trùng quế ha, con trùng quế có trong đây luôn, với lại con cá ngựa, anh em biết con cá ngựa đó, con hải mã đó là con cá ngựa ha. Là trong đây là 5 thành phần chính. Thì cái vấn đề mà cũng gặp khó phân ra khăn ở vấn đề mà chăn nuôi những con gà đá, thì anh em nhiều quá là anh em sao nhét mồi, đút mồi, đúng không? Thật sự anh em không có nhét mồi về đút mồi được, nó quá nhiều, anh em thì có nhân công anh em mới làm được, chứ không phải là không có làm được đó. Thì ở đây thì lại là tiếp tục là 70% protein để hỗ trợ và đầy đủ cung cấp những cái chất đạm để dành cho con gà trong chế độ đá, trong chế độ việc dưỡng, và những con gà con hoặc là con gà nọc đều sử dụng là bộ ba sản phẩm như thế này.
khi các anh em nhận diện thì ba sản phẩm này nó sẽ kết hợp khi các anh em nhận diện. Và để nói thêm những cái vấn đề mà khi các anh em xem những được clip này thì anh em cũng có thể cũng thông cảm được, hiểu được, thì ở đây mình làm không có dàn dựng, không có ekip, không có chỉnh sửa, không có biên tập gì cả ha. Nói tới đâu thì mình sẽ nói tới đó để chia sẻ những cái tấm chân thành thật và những sản phẩm thật của Trà Gà Bà Rịa muốn gửi đến tất cả những anh em, những người đam mê những gì trong trái tim mình làm, những gì trong ước mơ hoài bão thì hôm nay mình đã thực hiện. Thì còn xong cuối cùng tất cả những cái thứ mà các anh em đã hòa lẫn vào thức ăn để cho con gọt đôi ăn nó khỏe, thì có cái này thì Trà Gà Bà Rịa cũng nói mà không biết có phạm nguyên tắc cộng đồng hay là thực toán của YouTube không, mình không biết ha. Thì xong tất cả khi bắt đầu vào chế độ việc dưỡng tập luyện thì cái này không thể thiếu. Đây là một cây cửa ống của Mỹ ha, đây là cây cửa ống của Mỹ, cây cửa ống này là cây cửa ống của Mỹ. Thì mình nói sâu thêm cái cửa này ha. Đối với bản thân Trà Gà Bà Rịa đã sử dụng cái cây cửa này và cái mẫu này hơn 15 năm, chỉ một dòng duy nhất. Người Mỹ người ta chơi á, là cả đời họ chỉ có một cái cây cửa như thế này thôi. Đó, chỉ có một cái cây như thế này thôi, người ta chơi cả đời. Người ta chơi cả đời. Đó, thì đây là lai ống Bà Rịa, chính mình làm hơn 15 năm mình làm ra nó và sử dụng tới bây giờ. Nhưng mà đặc biệt á, khi anh em tìm hiểu như cái này thì anh em phải tìm hiểu sao ngay là cái con gà của anh em phải từ 20% đến 25% máu trở lên nha. Lai cái cỡ đó trở lên thì em chơi thì rất hiệu quả, còn thấp hơn thì nó chơi hơn mang tính chất 5 năm thôi. Ở Mỹ người ta chơi có một giọng duy nhất rồi, không có giọng thứ hai. Còn Việt Nam mình quá nhiều giọng nên anh em rất là hoang mang và anh em rất mờ mịt về vấn đề này. Thì mấy hôm nay cũng có rất là nhiều người để hỏi đề cập vấn đề này. Nhưng mà nếu mà trong cái phun của mình á, thì mình chắc là cũng thể gửi đến cho anh em chơi. Chứ mình cũng không có làm đại trà. Đó, mình không biết ngoài kia bán như thế nào, làm như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là đây là của duy nhất là của lai ống Bà Rịa, cửa ống Bà Rịa. Nó một ở đây nó có cái này, có chân gà sẵn, mình làm theo cái này thì nó có một cách duy nhất nha, nó có một cách duy nhất để vô là ngay và xong, không cần làm gì hết đó. Thì biết có vi phạm không biết nữa. Thì làm sao cái này với cái này nó phải bằng nhau, lực ra đòn cái ly tâm nằm ở đây và một cách băng duy nhất nha. Đó, một cách băng duy nhất, anh em nhìn kỹ dùm cái đó, ngay chốt về gây gối ngoài, một cái duy nhất. Anh em muốn tìm hiểu thêm cái này thì điện thoại riêng cho mình. Mình hơn 15 năm rồi, mình xài một mẫu duy nhất. Giờ ở đây lai ống Bà Rịa không làm những sản phẩm khác. Không có việc lai, không có co miên đà, không có cái gì hết á, chỉ có một loại ống duy nhất của Bà Rịa. Một loại nha anh em. Thì anh em phải nghiên cứu tìm hiểu. Đối với Trà Gà Bà Rịa thì muốn những anh em xài sản phẩm của Trà Gà Bà Rịa là mình muốn anh em có một cái chiều hướng, một cách chơi để cho chúng ta có đường về và cái tỷ lệ thắng cuộc, cái tỷ lệ thắng nó nhiều hơn tỷ lệ thua. Đối với Trà Gà Bà Rịa 5 năm thì Trà Gà Bà Rịa nghỉ không chơi để tìm hiểu và phân tích tại sao mình thua ha, tại sao mình không thắng được họ. Lúc đó thì mình về mình sẽ phân tích lại. Đó là những gì Trà Gà, tâm tình Trà Gà muốn nói ha. Và cái vấn đề thì sau khi các anh em được xem những clip này, không phải mình để chỉ dẫn hay dạy bảo gì các anh em cả, thì anh em cũng thông cảm. Đây là kiến thức riêng của Trà Gà Bà Rịa, cách làm riêng của Trà Gà Bà Rịa. Khi anh em xem được thì nói với cái phép lịch sự thì anh em không thích thì anh em có thể lướt qua ha. Chứ anh em đừng để lại cái bình luận ném đá hoặc vô thức. Thì đối với Trà Gà Bà Rịa đã lên đây làm được trên cộng đồng Internet thì tâm lý của mình rất là vững vàng, ý chí không thể gì đạp đổ, gì xô ngã được mình đâu. Thì mình muốn nói để gửi lời tất cả những anh em.
cái điều á, mình hiện tại mình muốn là tất cả anh em chúng ta, những người chăn nuôi, những người đam mê, cần phải chia sẻ và cộng hưởng với nhau để cho có một cái kết quả tốt hơn thôi. Chứ còn những vấn đề khác thì đối với chợ gạo rẻ thì không cần thiết, mình nói thẳng. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ và gửi đến tất cả những anh em. Đấy, rồi để cuối cùng thì clip này thì chợ gạo Bà Rịa muốn chia sẻ và để cho anh em khỏi cần phải thắc mắc ha. Thì anh em có thể, tất cả mọi người ở trên cái kênh của chợ gạo Bà Rịa cũng như là trên TikTok hoặc là trên những nền tảng Facebook và Instagram, thì mọi người cũng có thể, ai cũng có thể làm thương mại để cùng chợ gạo Bà Rịa lan tỏa những cái sản phẩm này để ra cho tất cả mọi người và những hộ gia đình chúng ta cùng xài, để chúng ta bảo vệ được cái môi trường và bảo vệ được vật nuôi của chúng ta. Thì một lần nữa, chợ gạo Bà Rịa xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bạn vào những video sau nhé. Bye bye.